Thưa sư cho con hỏi là mình nghĩ đến người ta nhiều quá, có phải là mình từng mắc nợ người ta không? Con thực sự rất mệt mỏi, biết ái dục là khổ nhưng con cứ nghĩ đến người ta và nhớ nhung họ rất nhiều dù biết là không có kết quả. Con đã kiếm chuyện khác để quên đi nhưng rồi vẫn quay về ra nhớ về họ. Con muốn thoát ra nhưng khó quá, con phải làm sao trong vấn đề này thưa sư? Và sau này con nên rèn luyện tâm mình như thế nào đây? Lý trí con kém lắm, con rất mệt mỏi. Cảm ơn sư. Thì xin thưa là nó không phải do mình mắc nợ người ta, do ái dục đấy. Nha nhớ, đó là do ái dục chứ không phải do nợ, cho nên là đừng có đổ thừa. Nói cái kiểu quý vị thì chắc mấy cái cô hoa hậu là chủ nợ, mấy cô hoa hậu là chủ nợ, mấy cái anh mà ca sĩ diễn viên cũng là chủ nợ, còn nói chung là người nổi tiếng đều là chủ nợ hết sao? Không phải như vậy nha, mà do cái tham ái của mình phải nhìn thẳng vấn đề đó, cho nên là đừng có đổ thừa, mà vấn đề là do tham ái của mình. Còn cái cách mà diệt trừ tham ái thì để sư coi. Chuyển cam. Thì ở trong cái video của sư á thì sư có các cái video về có một số cái video có liên quan tới cái tâm tham, quý vị có thể tham khảo. Thì những cái phương pháp ở trong đây quý vị đều có thể xài được, ví dụ như là sau khóa thiền lại tham dục nhiều hơn, quý vị có thể nghe ha. Rồi hay là video là không tham cầu thì lấy gì làm định hướng cho cuộc đời đó. Rồi có người thân nặng về tham tài vật thì phải làm sao? Rồi làm sao để biết mình còn tham dục hay hay không? Rồi làm sao dùng chánh niệm tỉnh giác để khắc phục tham ưu? Đó. Thì đây, rồi cái video là làm sao để thoát khỏi tham dục vừa sanh khởi. Quý vị đánh cái tên đó, đánh cái tên đó cộng với là sư hạnh tuệ là nó sẽ ra ha. Đó. Rồi, thì đó, thì quý vị sẽ có các cái vấn đề mà sư đã trả lời cho quý vị rồi. Rồi chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.